Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. SX150i 2.9 độ đầy phong cách với một phong cách đỉnh không cần gì phải chỉnh, là một trong những mẫu tay ga cao cấp đã tự khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam hơn 10 năm nay. Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp, cái chiếc SX150i 2.9 ngày nay có thể nói đang là phiên bản hoàn hảo nhất, cho được trang bị hàng loạt những công nghệ hàng đầu như Smart Key, đèn pha LED, phanh ABS vân. Và nay chiếc xe càng trở nên ấn tượng hơn trong một bản độ đầy phong cách với vô số những option nâng cấp độc đáo mà ít biker ngờ tới. Từng một lần xuất hiện trên kênh chúng tôi cách đây không lâu, nhưng cái lần trở lại này cái chiếc xe được lột xác nhiều hơn ở phần chèn chân. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta hãy điểm qua những vị trí khác mà em ấy đang độ. Chính là một cái đồng hồ Casio sản xuất dành cho những cái chiếc Volvo X cái đời 2007, mức giá tầm khoảng 5 triệu đồng. Sản phẩm dùng cái phần nhựa bóng và cái bờ cổ của đồng hồ Volvo X để chế vào cái dàn đầu SX150, vô cùng liền lạc, độc đáo, hạn chế được cái tình trạng là nứt như những mẫu tay ga hay chế bờ cổ. Cái cụm Rainbow kết hợp cùng với tay thắng CNC xám titan tháo xe phần lớn, đem lại khả năng kiểm soát phanh nhẹ nhàng, êm ái hơn. Số chứng minh bao tay Spider dành cho tất cả dòng xe từ phần có nhỏ đến phần có lớn. Ánh sáng cùng với chỗ đèn LED 2 tầng không thỏa mãn được nhu cầu từ người chủ, nên anh ta thay thế bằng gương cầu GTA Limited cho con chiến mã thêm chút để ánh sáng tốt hơn di chuyển trong đêm. Nhìn xuống dàn chân trước, ta thấy những ảnh quen thuộc theo dòng Rainbow M4 4bis đi cùng với đĩa Ratatouille, đi cùng với đĩa băng kim với kích thước là 270, vô cùng to lớn, phù hợp với thân hình đồ sộ của chiếc SX150 này. Chiếc xe còn được thuộc phiên bản là CBS nên không được nhìn thấy cái phần mắt độc ABS trên bánh xe. Cái dàn chân sáo dùng cho mình phục nitrogen bình dầu rời được sản xuất dành riêng cho cái chiếc SX sử dụng mà không cần chế lại cái chân phục hay bất kỳ cái chiếc nào. Độ cao vừa đúng và tối ưu nhất hiệu năng cho người dùng, đảm bảo đúng kỹ thuật. Cái dàn chân đã được hạ xuống bánh cầm với điểm nhấn là niềm nhập SL. Theo mình biết thì đây là cái chiếc SX150i thứ hai ở Việt Nam dám xuống bánh cầm trong vài năm trở đây. Hai thở dùng cho mình cái bộ 4 ROS đem lại hơi thở quy lực hơn cho con chiến mã độ của bạn. Ở dùng cái cổ bộ Titan cho khả năng chống hàn rỉ rất tốt và không bị xuống cấp trong quá trình nhanh nhanh dài. Trang bị thêm một cái bộ FI nằm bên ngoài để tăng thêm cái chút hộ báo và bí ẩn cho chiếc xế. Và giá của chiếc SX150i 2.9 hiện nay rơi vào tầm 82 triệu đồng cho phiên bản là CBS và 90 triệu đồng cho phiên bản ABS. Nhưng mức giá thực tế thường dao động 15 đến 20 triệu đồng theo từng đại lý và từng khu bán xe. Lip 110 đầy mạnh mẽ, phong cách một màu áo cam xám Lambo. Từng là một lựa chọn xe tay ga giá rẻ của Honda ở Việt Nam, cái chiếc Honda Lip 110 khá được ưa chuộng với người tiêu dùng, đặc biệt là nữ giới, và cũng nhận được cái sự ưa thích trong mắt dân chơi xe. Hiện tại những chiếc Lip 110 đã bị lu mờ bởi những phiên bản Lip tối tân từ Thái hay là chiếc Vado, cái mẫu mới với những công nghệ hoàn toàn mới. Nhưng đâu đó vẫn còn những cái chiếc xe được những tín đồ chơi trong nước ưu ái khi sủ và dọn lại cho mình phong cách là nổi bật nhất. Không độ lại quá nhiều những phụ kiện đồ chơi, chiếc xe được khoác cho mình bộ cánh mới mẻ, ấn tượng với cái tông màu cam xám Lamborghini. Sẽ được trang bị cho mình bao tay Prisma Carbon, tay thắng Raceboy V5, LED L4 chợ sáng, Casio đo bình ngay cái chân kính. Độ lại cái đĩa trước thể thao hơn với đĩa gaffer. Cái giảm sát sau được độ lại với phục hoa lim bình dầu rời. Bản độ thì đơn giản nhưng đầy phong cách. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để kế tiếp, nhớ like, subscribe. We'll be right back.